Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Cây này bốn thân chung cốt nha mình, bốn thân chung cốt nha. Cây thì quá khỏe luôn. Cây này có mã số là 277. Có số đo hoành gốc là 70 nha, cây cao là 46, cây đang nằm bầu đất là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 650 bao ship nha mình nha. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen. Cây quá khỏe rồi. Chung cốt, cây rất là già luôn nha. Cây này về mình lên cái chậu giống nó nữa là ok. Quá khỏe luôn. Liền cốt rồi. Cây rất là già luôn. Cái da này lên móc luôn nha mình. Lên móc luôn. Rất là già cây. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mã số 277. Giao lưu nhanh với nhà mình là 650 bao ship như nhà mình. Và cây nha. Cây xanh tươi luôn. Nhà mình yên tâm. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.